Xin chào các bạn đến kênh Đức Nhân TV. Hôm nay Đức Nhân TV vừa chia sẻ thử một con máy tắt nước bằng xăng. Thực ra thì ta dùng đồ điện thì bao giờ nó cũng rẻ, kinh tế hơn, nhưng mà do những cái vườn nó không có điện. Vườn nhà mình đây thì nó hơi xa, với có hai cái vườn, một vườn bên ngoại cũng không có điện, vườn nhỏ này nó không có điện, cho nên mình dùng cái máy xăng. Thì mình mới bắt đầu mình dùng cái này thì nó nhẹ gọn, tiện gọn, nhẹ xách nhẹ. Mình dùng cái dòng 40 ống 48 này và ra ống 34 các bạn. Cái này nó cũng xăng cũng ăn ít nhẹ, và mình vào thấy thử nó rất là ăn xăng rất là ít và nó nổ rất dễ nổ. Các bạn nhá, đây là cái chỗ này là cái công tắc bật điện các bạn này. Đây, công tắc điện này. Đây công tắc bật điện này để tắt được các bạn nhá. Cái này muốn trước kia là ta mở cái này lên này. Đó, đây là cái mở các bạn nhá. Đây là mở điện nhá. Còn đây là cái đóng cái đây là tắt, đây là đóng xăng này. Cái này giờ đóng, đây là đóng xăng này. Nổ tôi muốn mới tại đóng xăng đây này. Đấy. Còn cái này là cái gió các bạn nhá. Cái gió này nó được phải khi được nổ phải chạy về đây. Cái gió này bạn này. Còn đây là cái ga các bạn này, cái ga ga to ga bé cái này. Này ga to ga bé nhá. Bây giờ mình giật thử cho các bạn xem nhá. Mà nó rất là dễ thôi các bạn. Đây. Cái này là cái mở này các bạn nhá. Cái này là mở xăng này. Giờ mình mở lại các bạn nhé. Cái này là cái điện này, cái công tắc gạt lên thì là nó mở điện này. Đây là cái van xăng bạn nhé. Cái này là van xăng. Cái trường hợp mà nó khó nổ thì chúng ta sẽ đầu tiên ta phải gạt bên này trước để cho nó lên gió nữa này. Đóng xăng lại để giật thử mấy cái này. Giật thử mấy cái này. Đó, sau đó là chúng ta gạt này. Bạn ạ. Đây là cái này, đóng xăng ra để xăng nhá. Còn đây cái ga này. Các bạn nhá, đây là cái này là xăng nhá. Cái này là cái ta tăng gió các bạn này. Cái tăng gió cái này. Này to bé các bạn ơi, mình giật lại cho bạn nhá. Dễ nổ luôn. Cái này mình mua cái này là 1,5 triệu. Phụ kiện vào linh tinh là 1,9 triệu, là 30.000. Và ngon này các bạn nhá. Các bạn nhìn cái máy chạy không? Êm không? Chưa hết tốc độ đâu mà nó lại chạy thế này rồi.
nhá, mình gai các bạn xem này. Cạn rãnh luôn. Đây các bạn. Thế là các bạn thấy cái máy này thì mình mua các bạn này. Cái này thì vừa dùng thôi nhưng mà thấy nó rất là hiệu quả. Mình 1.500.000 các bạn. Ống nhiếp linh tinh tất cả.
ống 20m ống 160. Đo được linh tinh hết mấy trăm tất cả là và còn 1.930.000. Mà thấy nó chạy rất là khỏe mà giật cái lổ ngay các bạn. Quá hiệu quả luôn. Mà cái này nó đang ra thì mình dùng các máy điện thì nó rẻ nhất, nhưng mà nhà mình cái vườn này nó không tiện điện. Những cái vườn bên ngoại nó không có tiện điện, mình dùng cái máy này. Thấy nó rất là nhẹ, xách rất là tiện các bạn, xách rất tiện. À, cái ống này mình dùng từ 48 mình thu ra 34 tát rất nhanh. Đấy, có cái là mình giải dây vì cái ống này nó 34 để kéo nó hơi nặng. Nhưng mình giải mình bóp mình rất là tiện luôn, 20 mét dây các bạn. Rất tiện. À, nổ rất dễ các bạn nhé, nổ cực dễ luôn. Nên mình lại đủ cho các bạn xem lần nữa nhé. Đây, bật các cục tác điện này các bạn này. Đây là xăng này. Khi mình không mở thì mình sẽ đóng xăng về đây các bạn nhé. À, khi máy xong mình đóng xăng đây. À, còn đây cái là cái gió các bạn nhé. Cái gió mình để chế độ này. Khi được nói thì mình sẽ vặn sang bên nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đóng xăng này. Đấy, đóng xăng nhá. Còn cái đây là cái điện bật lên rồi nhá các bạn nhé, công tắc điện. Nói chung là cái máy này nó với khả năng với cái đồng tiền mà 1.500.000 thì nó cực kỳ là hợp lý các bạn. Mình để phun vào những cái vườn bưởi nó xa những cái nơi mà có điện. Mình thấy hợp lý. Còn đây là cái mác của nó đây các bạn. Em quay gần cho mọi người xem. Đây, cái mác này chả biết là cái dòng gì đây. Máy này này đấy. Các bạn nhé. Đây. Mua ngay trong thị trấn Phùng các bạn. Cái này đổ xăng. Mình mua 1.5 chai mà mình đổ nó vẫn còn rất nhiều. Chắc nó chỉ tầm lít khoảng lít 2 xăng đâu các bạn. Không bình này chỉ lít 2 thôi. Nói chung mình tắt tí nó cạn hết đây này. Đấy. Cạn ngay. Đó, cái đó mình quen tạm để mình dùng thử cho nên nó bị tụt mình dừng. Nó nổ rất dễ, giật cái nổ ngay thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube mình, xem những video thiết thực để chia sẻ các bạn. Xin chào các bạn và gặp lại video sau. Xin chào.